Chào các bạn và các khán giả của kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm với Phương Trâm chia sẻ lại niềm vui. Hôm nay chia sẻ với các bạn một cái app ở trên điện thoại bản thân cảm thấy rất là hay, muốn chia sẻ với các bạn, đó là áp dụng để tìm lại điện thoại của mình. Đôi khi mình bất chợt nào đó mình sẽ quên chiếc điện thoại mình để ở đâu, thì mình muốn tìm lại thì một cách đầu tiên mình là nhờ người trong nhà của mình điện vào số điện thoại của mình để mà tìm điện thoại của mình. Nhưng mà cách đó thì rất là phiền, và mình có thể tự tìm điện thoại của mình bằng cách đơn giản là chỉ cần tiếng vỗ tay thì mình sẽ tìm được điện thoại của mình để trong phòng của mình. Thì khoảng cách thì ở trong công nhà của mình đó, thì mình sẽ tìm lại một cách rất là đơn giản. Vậy thì cái app đó là gì, đó là gì và thực hiện như thế nào, thì xin mời các bạn nhìn lên màn hình và cùng thực hiện theo mình nha. Rồi từ màn hình điện thoại của mình, chúng ta sẽ truy cập vào cửa hàng CH Play. Và trong mục tìm kiếm, các bạn nhấn vào chữ là Clam Phone. Clam Phone Pin. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy là có nhiều cái app để mà chúng ta lựa chọn, và chúng ta thích app là có một cái hình cái chuông và có bàn tay vỗ như thế này, thì bạn nhấn vào đó, và trong Clam Phone Finder chúng ta sẽ tiến hành cài đặt, và chương trình có là 4.9 MHz, rất là nhẹ. Rồi và chúng ta lấy tiến hành cài đặt của chúng ta, và chương trình cài đặt cũng rất là mau. Rồi bây giờ khi mà cài đặt xong rồi, chúng ta tiến hành vào chữ mở, nhấp vào chữ mở. Rồi và do đây là cái chương trình mới là đầu chúng ta khởi tạo, chúng ta sẽ nhấn vào dấu tích như thế này để mà chúng ta lựa chọn một dấu tích. Rồi nó xuất hiện cái bàn tay vỗ. Rồi đây là chính là cái giao diện của cái Clam Phone, để mà cái chuông để mà chúng ta tìm kiếm điện thoại. Thì cái dấu chấm hỏi này là để hướng dẫn chúng ta đó, thì đây chính là hướng dẫn các bạn nào có thể đọc và chúng ta. Thì bước thứ nhất là gì để mà chúng ta khởi tạo được cái chuông báo để mà chúng ta vỗ tay, chúng ta liên hệ được cái điện thoại của chúng ta. Thì bước đầu tiên là chúng ta click vào con nút star. Thứ hai là chúng ta sẽ đặt cái số lần mà chúng ta vỗ tay để mà chúng ta nhận dạng. Và thứ ba là chúng ta sẽ đặt cẩm cái độ nhạy cảm cho cái điện thoại của chúng ta. Rồi để mà thoát chương trình thì Tuấn nhấn vào chữ exit hoặc là chữ off. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là cài đặt. Rồi chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ cấp quyền cho nó. Rồi chúng ta sẽ cấp quyền để mà chúng ta nó có thể truy cập vào cái điện thoại của chúng ta. Rồi khi mà chúng ta đã cấp quyền xong, chúng ta nhấn vào lần nữa. Rồi nhấn vào cái dấu mũi tên lần nữa thì xuất hiện lên là cho phép ghi âm. Chúng ta nhấp vào chữ cho phép, cái dấu chữ giống chữ play một lần nữa này. Rồi đó chính là tiến hành cài đặt. Thì đây chúng ta thấy là dấu tích màu xanh này là điện thoại rung nè, hay là chúng ta là cái chuông báo của chúng ta nè. Rồi cái này là âm thanh báo của chúng ta, có thể chúng ta đẩy hết lên cho nó kêu lớn lên, hoặc là chúng ta không muốn thì chúng ta có thể chỉnh cái nhạc chuông của chúng ta. Rồi chúng ta đẩy hết lên đây, và cái chú tiết ở trên là thấy một cái đèn pin và cái chiếu sáng này chúng ta nhấp vào sẽ báo chúng ta là chụp ảnh và quay phim. Thì chúng ta không quan tâm cái chuyện này, chúng ta chỉ quan tâm là khi mà chúng ta vỗ tay thì điện thoại nó báo lên thôi, để biết điện thoại nằm ở đâu thôi, chúng ta từ chối. Rồi bây giờ chúng ta đã khởi tạo xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào dấu tích. Rồi và đây là giao diện để chúng ta đặt cái tiếng vỗ tay để chúng ta nhận dạng được điện thoại của chúng ta. Thì chúng ta thấy vào chữ max, đó là số lần mà chúng ta vỗ tay. Thì chúng ta có thể điều chỉnh ở đây là mặc định đó là 3, chúng ta có thể chỉnh lên là 10 nè. Đó, hoặc 10 tiếng vỗ tay, hoặc là 1. Đó, chúng ta hoặc là 6. À, thì ở đây mình sẽ chọn là 4, chọn là 3 đi, mặc định là 3. Rồi. Đó là chúng ta sẽ tiến hành là 3 tiếng vỗ tay là điện thoại sẽ nhận dạng và nó sẽ báo chúng ta điện thoại nằm ở đâu. Rồi phía dưới là sensitivity, đó là độ nhạy cảm của điện thoại của chúng ta. Đây mặc định là 10%, thì chúng ta có thể chỉnh lên tùy vào điện thoại của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lên điện thoại là 100%.
Và sau khi mà chúng ta đã chỉnh xong thì chúng ta sẽ nhấn nút trở về. Rồi hiện cái giao diện như thế này là chúng ta đã tiến hành cài đặt xong. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra điện thoại của mình nha. Rồi hiện giờ thì điện thoại mình đặt trong phòng. Thì hôm giờ mình sẽ dỗ 3 tiếng vỗ tay để mình sẽ nghe điện thoại nó reo và mình sẽ tìm lại điện thoại của mình. Rồi bây giờ các bạn xem nha. Đó. Rồi bạn nghe sẽ đi vào trong phòng của mình nha. Đó, giờ điện thoại trong phòng nó đang reo. Và các bạn sẽ đây. Đó, điện thoại đang reo. Đây chưa, giờ điện thoại mình đặt trong phòng như này. Rồi mình sẽ nhấn chữ off. Đó, rồi mình sẽ trở về. Rồi, vậy là mỗi lần mình muốn sử dụng cái này thì mình chỉ cần mở lên thôi và mình tiến hành cài đặt. Rồi mình sẽ tiến hành cài đặt cho các bạn xem. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ mở lên. Rồi và nó hiện lên bàn tay các bạn dấu tay này. Rồi chúng ta nhấn vào chữ play. Rồi chúng ta tiến hành cài đặt, chúng ta nhấn vào dấu tích. Rồi chúng ta nhấn vào dấu chữ trở về. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần vỗ tay là nè, giờ mình tiến hành vỗ tay nha. Đó. Đó chưa. Điện thoại nó reo thấy chưa bạn? Đây. Đó. Nó reo như thế này. Nó reo như thế này là bây giờ mình biết điện thoại mình nằm ở đâu. Rồi giờ mình tắt bình thường thôi. Rồi, chúc các bạn thành công. Như vậy là mình mới vừa chia sẻ cho các bạn xong một cái app ở trên điện thoại dùng để tìm điện thoại của mình. Đôi khi bấm quên đâu đó mình không nhớ bằng một cách rất là đơn giản là bằng tiếng vỗ tay. Chúc các bạn thực hiện thành công. Thì các bạn thấy clip hay và ý nghĩa hãy cho mình đăng ký một like và một chia sẻ để mình có được động lực cho những chia sẻ tiếp theo hơn và ý nghĩa hơn. Để đăng ký kênh thì các bạn nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông rung để nhận được clip thông báo chia sẻ mới nhất của mình. Các bạn muốn có đóng góp ý kiến thì bạn để phần comment phía bên dưới để mình đọc và mình trả lời. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.